Xin mến chào các bác yêu quý audio. Nay em làm cái video này để em giới thiệu cho các bác cái mẫu trầm điện bát 30. Thì ở đây là có hai mẫu, là cái mẫu trầm điện tanoi, con này của nó là bát nó quay xuống đất nhé. Thường thường các bác hay gọi đây là trầm trầm tanoi hầm, trầm điện bát 30 thùng ta noi hầm các bác nhé. Và cái mẫu trầm điện RMX của nó, con này là bát nó đối diện luôn. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác này. Đầu tiên, vì sao em phải để sẵn một củ bát ở trên trên nóc thùng, thì em sẽ giới thiệu cái củ bát trước để cho các bác hình dung ra. Thì đây là mẫu bát 30 súp mới cập bến tại nhà em, rất là nóng hổi, về cái là em phải làm video cho các bác xem luôn. Các bác nhìn không? Mẫu loa súp bát 30 rất là chất. Của nó là gân cao su các bác nhé. Rất là mềm, nên con này đánh rất là mềm tiếng. Mà súp nó ra vẫn đủ độ lực. Đấy, con này rất là xịn. Đôi bát này rất là xịn. Ở đây nha các bác nhé, đây là hàng nhập khẩu chính ngạch của China. Hàng nhập của Tập Cận Bình các bác nhé. Con này côn 51 các bác nhé, côn 51. Nhện màu vàng, màu bã trầu. Đây là phía mặt sau. Đây, cái củ bát của nó đây. Đây là phía mặt sau. T của nó là T T của nó là T T sần các bác nhé. Như em đã nói đấy, con này là hàng nhập khẩu nên là nhìn nó rất là khôn con loa. Xương của nó xương sắt, nhưng mà lớp xương của nó sẽ có một lớp sơn tĩnh điện. Mẫu bát rất là chất. Con này màng của nó màng vải các bác nhé. Màng của nó màng vải, gân cao su. Đấy các bác hình dung chưa? Bát 30 súp từ 140, côn 51, hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Giá em đang bán một đôi, em báo giá luôn, em đang bán một đôi bát này là 1,4 triệu một đôi các bác nhé. 1,4 triệu một đôi bát súp này. Nhà em có bán lẻ một cái, một cái nhà em đang bán là 700.000. Thì ở đây các bác để ý giúp em. Em để một đôi bát ở trên này. Em đã giới thiệu xong cái mẫu bát cho các bác xem rồi. Thì cái mẫu bát này các bác nhé, em đã ráp sẵn vào thùng đây rồi. Em đã ráp thành phẩm rồi. Cái trầm tanoi là cái bát của nó quay xuống đất này. Cái trầm giờ mic này, trầm giờ mic này, lưới là lưới rãnh nhá. Thì em cũng cho cái củ bát đấy vào trong này rồi. Em lắp vào rồi. Đây là cái mẫu trầm điện các bác nhé. Trầm điện thì tất nhiên nó phải có mạch súp nữa. Đây, mạch của nó sẽ lắp về phía đằng sau. Mạch súp này kích thước của nó là 22, chiều ngang 22 x 28. Đây là mạch súp điện bát 30 các bác nhé. Nhà em có bán luôn mạch súp này. Đấy, hiện tại thì là em đang đấu dây vào cái con trầm tanoi. Em đang đấu dây vào cái trầm tanoi. Cái bát của nó đây này, cái bát của nó ở dưới phía dưới này các bác nhé. Nó gọi trầm hầm mà. Đấy, em đang đấu dây vào đây rồi nhá, đấu dây vào con trầm tanoi rồi. Các bác lưu ý điểm tiếp theo này là bát rời này nhà em bán này, và thùng này em cũng bán này, hai mẫu thùng tanoi và thùng giờ mic, hai mẫu thùng trầm điện bát 30 này nhà em bán nhá, bán rời nhá. Thì cái bát kia em vừa báo là 700.000 một cái, cả đôi là 1,4 triệu. Cái thùng tanoi này em đang bán lẻ một cái là 850. Cái thùng trầm RMX em đang bán lẻ là 880 các bác nhé. Và mạch súp như em vừa quay đằng sau đấy, cái mạch súp em đang bán lẻ một cái là 650 các bác nhé. 650 một cái mạch súp. Thì ví dụ bác nào mà muốn lắp hoàn thiện thì nhà em cũng nhận lắp hoàn thiện luôn. Còn các bác mua rời em vẫn bán rời. Em có bán lẻ rời từng cái. Mạch em bán một cái là 650. Bát này, ví dụ cái bát này em đang bán là 700.000 một cái. Dòng bát này rất là xịn, nó mới về nhà em. Thùng trầm tanoi hầm là em đang bán là 850. Thùng trầm RMX lưới rãnh em đang bán là 880. Và không để các bác đợi lâu nữa, em sẽ mở một bản nhạc J-Mix. Em test cho các bác nghe chất âm của cái súp điện bát 30 tanoi các bác nhé. Rồi em sẽ mở một bản J-Mix.
Các bác lưu ý, đây là em đang test trầm, nên các bác nào có tai nghe, các bác hãy cắm tai nghe vào thì nghe nó rõ nét hơn. Các bác có tai nghe cắm tai nghe vào nhá, tại vì em test trầm này các bác phải đeo tai nghe vào nghe nó sẽ rõ nét hơn, nghe rõ tiếng trầm hơn. Em phải để cái cuộn băng dính lên này, tránh tình trạng là để bát nó trên thùng nó sẽ rung. Các bác thấy không? Trầm tannoi đang đánh nhá, hiện tại con trầm tannoi đang đánh. Hiện tại là nhà em là cái trần thạch cao đã rung. Đấy các bác nhìn thấy không? Nó đang rung rồi nhá. Các bác làm ơn bác nào có tai nghe thì ấy tai nghe vào là nghe rõ tiếng trầm nhất. Đấy em đang test cái mẫu trầm tannoi lắp cái củ bát này luôn. Bác nào lắp thành phẩm thì cộng từng thứ là ra nhá. Củ bát 700. Mạch 650. Thùng là 850, thùng tannoi là 850, thùng giờ mix là 808. Cộng là ra một chiếc súp thành phẩm. Và hiện tại em đang có để một cái loa full 30 bên này. Em đang có để một cái loa JBL 6012 ở đây. Tí nữa em sẽ cắm nhạc vào cái loa này để cho các bác nghe sự kết hợp giữa loa full và trầm nó hay đến mức độ nào. Còn đây hiện tại em đang test trơn nhá. Em đang test con trầm không? Chưa cắm loa full các bác nhá. Nó đang rung nhá các bác nhá. Các bác đeo tai nghe vào giúp em ấy. Em test như thế này em test được khoảng 3 phút xong em đi cắm con loa full kia vào. Trầm đánh rất là thích nhá. Cái này là cái trầm này để cho các bác làm những cái mẫu trầm điện gia đình thôi các bác nhá. Làm trầm điện làm cái cấu hình karaoke gia đình thôi. Các bác lưu ý giúp em. Con trầm tannoi này đánh rất là chắc tiếng này. Không có một chút nào ấy các bác nhá. Không có một chút nào mà chê được con trầm này. Để em tiến sát. Các bác làm ơn đeo tai nghe vào thì các bác sẽ nghe rõ tiếng trầm. Trầm đánh rất là sướng. Các bác thấy không? Củ bát đánh rất chắc. Đánh rất là chắc tiếng. Nhà em nó có một vài thứ đang rung. Rung cả trần thạch cao rồi. Tí nữa em sẽ kết hợp là em cho nhạc vào cái con loa full này. Để em cho các bác nghe kết hợp giữa nhạc và trầm, tiếng nhạc và tiếng trầm nó sẽ hay như thế nào. Các bác thấy không? Con trầm giờ mix này nó đánh cũng hay như con tannoi các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ cắm nhạc vào đây nhá. Em sẽ cắm nhạc vào, em sẽ cắm cái đường dây vào cái loa full để cho các bác nghe sự kết hợp giữa loa full và trầm nó sẽ hay như thế nào. Phải gọi là cực kỳ hay các bác nhá. Các bác cùng nghe nhá. Đấy nha, em đã cho nhạc vào rồi nhá. Và bây giờ em sẽ mở lên cho các bác tiếp tục nghe.
Những cái đôi loa full như thế này thì nhà em bán luôn nhá. Những dòng loa full này nhà em chỉ bán 4 triệu rưỡi một đôi thôi. Bây giờ các bác lưu ý một mấu chốt ở cái phần này này. Bây giờ em sẽ tắt trầm đi nhá. Bây giờ em sẽ tắt trầm đi. Em sẽ tắt trầm đi nhá. Thì là em cho các bác nghe mỗi đôi loa full thôi, xem nó sẽ ra sao. Hiện tại em đã tắt trầm nhá các bác nhá. Em đã giảm âm lượng của trầm về số 0. Không có trầm loa, nó đang ở cái mức bình thường nhá các bác nhá. Các bác chú ý này, hiện tại em đã tắt con trầm đi này và cho các bác nghe chất âm của mỗi đôi loa full kia thôi. Để xem tí nữa mà khi em bật trầm lên nó sẽ hay hơn. Các bác nhá. Rồi nhá, vừa rồi em mà thử mỗi cái đôi loa full thôi, bây giờ em sẽ bật trầm lên này. Cho trầm vào, chất âm nó sẽ hay hơn rất nhiều này. Em sẽ bật trầm lên này. Rồi em đã vặn volume của trầm lên rồi nhá. Và bây giờ em sẽ mở cho các bác nghe kết hợp giữa tiếng trầm và dòng loa full này như thế nào nhá. Đấy. Các bác thấy... Hiện tại là em đã mở volume trầm lên rồi nhá. Bây giờ các bác nhìn này, loa nó sẽ có sự kết hợp giữa trầm và loa, nó sẽ đánh hay hơn này. Các bác thấy không? Giờ các bác thấy sự khác biệt không? Em xin tắt cái video tại đây nhá. Vừa rồi em đã giới thiệu cho bác rất là chi tiết rồi. Video mà hay và ý nghĩa, các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ. Và nhớ ấn đăng ký kênh
để ủng hộ nhà em nhá. Bác nào mà mua hàng thì sẽ liên hệ em theo số điện thoại này. Đây. Để em đi lấy cái cáp của nhà em nhá. Bác nào mua hàng nhá thì đây. Bác nào mua hàng thì liên hệ em vào cái số điện thoại này nhá. Bác nào liên mua hàng thì liên hệ em vào số điện thoại 0948 5815 hoặc là kết bạn Zalo nhà em nhá. Kết bạn Zalo nhà em số đuôi 712 nhá. Một lần nữa xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem cái video này. Nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ nhà em nhá. Kênh YouTube của nhà em là Minh Chính Audio. Các bác nhớ truy cập kênh nhá. Ấn đăng ký giúp nhà em để nhà em ra nhiều video giới thiệu sản phẩm cho các bác.